liên tiếp gặp sự cố ly kỳ, máy bay Jetstar nhốt khách trong 7 giờ. Thông tin trên được nhiều tờ báo, bao gồm cả tin tức ABC của Úc cho biết hôm ngày 27 tháng 2. Theo đó, chuyến bay của hãng Jetstar đang trên hành trình từ Bangkok, Thái Lan đến Melbourne, Úc đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Alice Springs, lãnh thổ phía Bắc của Úc. Việc chiếc máy bay Boeing này phải chuyển hướng hạ cánh xuống Alice Springs do một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. Chiếc máy bay chở 320 hành khách đáp xuống sân bay Alice Springs vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 26 tháng 2 giờ địa phương. Tuy nhiên, do gặp phải sự cố về điều kiện, chiếc máy bay này không thể tiếp tục cất cánh ngay. Hãng Jetstar cho biết 320 hành khách trên chuyến bay JQ30 đã phải ngồi yên trong khoang và chờ gần 7 giờ vì sân bay không có nơi làm thủ tục hải quan. Hành khách trên chuyến bay cho biết máy bay gặp vấn đề với hệ thống điều hòa và các thiết bị giải trí trong máy bay cũng bị tắt. Một hành khách khác đã nói rằng hãng đã không cung cấp thức ăn trong khoảng 8 giờ. Chúng tôi thừa nhận đây là sự cố không mong muốn diễn ra thời gian dài, gây khó chịu và mệt mỏi cho hành khách. Đại diện hãng Jetstar nói và thêm rằng, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn hành khách vì sự kiên nhẫn và thông cảm của họ khi chúng tôi giúp đỡ hành khách cần hỗ trợ y tế khẩn cấp và làm việc để đưa những người khác tiếp tục hành trình nhanh nhất có thể. Jetstar là hãng hàng không giá rẻ, thuộc tập đoàn Qantas Úc và đây là hãng hàng không lớn thứ 11 thế giới.